Rồi, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ đi làm một cái video anh chị, video báo giá tất cả những mẫu xe thuộc dòng 7 chỗ gầm cao mang thương hiệu Toyota, để cho anh chị chúng ta cân nhắc lựa chọn để chúng ta đi gia đình nè, hoặc là chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ nha. Thì đối với những dòng xe 7 chỗ gầm cao của Toyota thì có thể kể đến như là Innova với lại là mẫu xe Fortuner. Đó là hai mẫu xe chủ lực của Văn Thắng luôn. Xe về rất là nhiều. Nếu như anh chị nào đã bỏ lỡ cơ hội đối với những cái xe trước rồi á, thì anh chị cứ liên hệ với Thắng qua số hotline nha, qua số hotline trên màn hình, kết bạn Zalo và nói về chiếc xe mà anh chị đang mong muốn. Thì khi nào có mẫu xe đó về á, thì Văn Thắng sẽ chủ động liên hệ cho anh chị để mà gửi những thông tin sớm nhất, giá cả rồi được thì anh chị sẽ đến coi xe và chúng ta lựa chọn nha. Đó là sơ lược về những cái chiếc xe cũ Văn Thắng. Cái quy trình chung đối với cái việc mua bán xe cũ nha anh chị. Và đầu tiên thì Thắng sẽ đi cập nhật chiếc Fortuner 2019 phiên bản máy xăng số tự động một cầu nha. Xe sở hữu màu ngoại thất là màu đồng ánh kim anh chị. Màu đồng ánh kim nha, một cái màu cũng rất là hiếm trên thị trường luôn. Thường thì anh chị thấy Fortuner nó sở hữu màu bạc nè, màu trắng nè, thì hiếm khi có được xe màu đồng. Xe này xe gia đình nha, máy là 2.7. Về xe thì đi được 56.000 cây số anh chị, 49.000 cây số anh chị, xe này đi được 49.000 cây số rồi và giá chào bán là 830 nha. Còn một chiếc màu trắng nữa cũng giá là cũng 830 luôn. Hai chiếc xe Fortuner, chiếc kia thì hiện tại không có nằm ở đây, cho nên là Thắng quay chiếc này trước cho anh chị coi. Màu đồng ánh kim, bốn lớp thì còn rất là dày, zin theo xe hết, tấm bì bên trong nè. Vì là xe gia đình anh chị, cho nên là cái chất xe nội thất còn rất là đẹp. Bên trong nội thất nè, đầu DVD rồi, có ga tự động rồi lẫy chuyển số trên bu lăng. Thì phiên bản máy xăng của dòng Fortuner anh chị thì sẽ được trang bị nhiều tiện nghi hơn so với là phiên bản máy dầu nha. Ghế chỉnh điện rồi những cái tiện nghi như là ga tự động, cruise control rồi lẫy chuyển số. Tắp bi thì được bọc da. Nội thất còn rất là đẹp luôn. Xe này thì với mức giá là 830 nha. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 4 năm, anh chị trả trước là 30%. Đó là chiếc đầu tiên, chiếc Fortuner. Còn những cái xe khác thì tại vì nó nằm rải rác ở công ty á anh chị, cho nên là Thắng sẽ ngắt video và đi đến chiếc xe đó quay cho anh chị để tiết kiệm được cái thời gian của video này nha. Đây là chiếc Fortuner thứ hai anh chị. Chiếc này là phiên bản máy dầu số sàn nha. Xe màu trắng đi được 63.000 cây số rồi. 63.000 cây số rồi. Mẫu này là mẫu mới, cái chiếc 29 nãy anh chị coi á, chiếc đó là mẫu cũ, còn mẫu mới thì thay đổi cái đèn nè, rồi cái học phía dưới nè, rồi cái mặt ca lăng nè. Đó thì về cái giao diện bên ngoài á, mẫu cũ mẫu mới, đẹp xấu á thì do mỗi khách hàng chúng ta cảm nhận thôi. Có những anh chị thì lại thích cái mẫu cũ, có những anh chị thích mẫu mới. Thì chúng ta yêu thích mẫu nào thì chúng ta kiếm xe mẫu đó chúng ta mua thôi. Về sơ lược về chiếc Fortuner 2022 này thì còn bảo hành toàn quốc đến năm 2025 hoặc là đến 100.000 cây số anh chị. Bốn lớp là zin theo xe, nước sơn hiện tại xung quanh xe là sơn zin hết. Và hôm trước về anh chị là sơn zin, mà về thì có một số chỗ xước nhỏ thì bên Thắng cũng cho sơn dặm lại rồi. Bốn lớp zin theo xe nha, lớp dự phòng chưa hạ, màu ngoại thất là màu trắng. Dòng này là máy 2.4, máy dầu. Về tiêu hao nhiên liệu thì nó sẽ rất là tiết kiệm luôn, trung bình 100 cây anh chị tiêu hao tầm khoảng 7 đến 8 lít dầu. Xe này thì bên Thắng chào bán mức giá là 920 nha. Sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng được tới 7 năm lận, anh chị trả trước có 25%. Những cái xe đời cao thì ngân hàng sẽ hỗ trợ góp nhiều hơn anh chị, góp với số tiền nhiều hơn cũng như là thời gian góp sẽ dài ra, và hàng tháng thì anh chị trả một số tiền nó sẽ thấp lại nha. Chúng ta sẽ nhẹ lo hơn. Chiếc Fortuner thứ hai phiên bản máy dầu số sàn, sản xuất năm 2022 nha. Tiếp tục là chiếc xe thứ ba anh chị, chiếc này là Innova số tự động bản G nha, bản G sản xuất năm 2019. Xe này thì khách hàng cũng đi hơi nhiều quá, đi 135.000 cây rồi, nhưng mà chắc xe còn rất là liền và đẹp nha, bảo dưỡng đều. Thì đối với những xe nào mà đi cây số hay cao á, thì bên Thắng sẽ bán rẻ anh chị. Hiện tại thì Innova số tự động bên Thắng còn hai xe nha, chiếc 2018 màu đồng ánh kim và chiếc này là 2019 màu trắng. Chiếc 2018 thì đi ít cây số hơn, đi có 80.000 cây số, giá là 600. Còn chiếc này là 2019 màu trắng, đi 135.000 cây số rồi,
thì bên Thắng chào bán mức giá là 605. Thì anh chị có thể để ý thấy á, là 2019 và 2018 cách nhau một đời xe, mà chỉ trên nhau có 5 triệu thôi. Là tại vì chiếc màu trắng này đi nhiều hơn nha. Thì xe cộ giá cả thì nó đi theo cái số km cũng như là chắc xe anh chị. Xe này mới về, bên Thắng đang những cái công đoạn đầu tiên tiến hành kiểm tra và làm đẹp nha. Lớp thì được thay mới rồi. Bên trong xe thì khách hàng cũng trang bị một số cái như là đầu Android nè anh chị. Đầu Android hiệu ZS nè, cam hành trình phía trên. Rồi bọc trần 5D. Xe này thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 4 năm nha, giá chỉ có 605 thôi. Anh chị cần xe đi gia đình mà yêu thích số tự động á, thì có thể lựa chọn xe này. Innova 2019 nha. Còn chiếc 2018 thì hỗ trợ góp được 3 năm anh chị, chiếc đó thì giá là 600 nha, màu đồng bánh kim. Xe mới về nha. Và trước mặt anh chị đây chính là chiếc xe Innova số tự động 2018 mà Thắng vừa nói khi nãy nha. Chiếc này thì đi được 97.000 cây số anh chị, màu đồng bánh kim, sản xuất năm 2018. Xe này thì còn rất là đẹp luôn. 4 chiếc lớp thay mới, bảo dưỡng đều và dàn đồng thì còn liền lạc nha. Chỉ bị dày xước có cái cản sau này thôi. Phụ kiện thì lên rất là nhiều, như là dán phim nè, rồi che mưa nè, rồi những cái ốp cốp, rồi bên trong xe nữa. Tí xíu nữa Thắng Vua cũng quay cho anh chị coi. Nguyên cái dàn lớp mới tinh luôn anh chị, màu đồng bánh kim. Một chiếc xe mà khách hàng đi họ biết giữ á, biết giữ cho nên chắc xe còn đẹp anh chị. Với lại chạy cản trước chạy xíu nè. 97.000 cây số nha. Anh chị không thích màu trắng thì chúng ta có thể lựa chọn màu đồng. Rồi bên trong xe nè, anh chị để nè, ghế nè còn mới tinh luôn, ghế da màu nâu nha. Rồi bật lên xuống inox, rồi sàn thảm sàn, rồi bên trên có một trần luôn. Tại vì khách hàng họ mua xe anh chị, họ rất là yêu quý và muốn trang bị tất cả những cái gì mà cần thiết lên xe hết, để đảm bảo là cái xe mình đủ mọi đồ chơi hết trơn nha, và đi nó rất là thoải mái. Cho nên là trang bị rất là nhiều đồ nè. Rồi đầu Android nè, hiệu OLED nha, rồi có camera hành trình phía trên, vô lăng phím chữ. Cái xe này không biết trên video anh chị nhìn thấy sao, nhưng bên ngoài Thắng nhìn rất là đẹp, rất là mướt luôn. Thảm tắp lô nè, có đủ hết, nút hoa thơm phức. Xe này thì giá là 600 nha. Có cái ghế này nè anh chị, nó hơi mòn hơi sừ nè, bên Thắng sẽ cho may lại nha. Nhìn rất là trau chuốt luôn anh chị. 2018 sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 3 năm nha. Lớp nè, còn được 90% anh chị. Giá là 600. Một mẫu xe rất thích hợp cho anh chị mua về đi gia đình, hoặc là chúng ta có thể chạy dịch vụ cũng được, nhưng mà chạy dịch vụ thì nó hơi nhiều tiêu hao nhiên liệu nha. 100 cây nó tiêu hao đâu đó tầm khoảng trên 10 lít đó anh chị. Nên chúng ta muốn chạy dịch vụ á, thì cũng phải cân nhắc khi lựa chọn mẫu này nha. Và cuối cùng là ba chiếc xe đã hoàn thiện xong cái khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp anh chị. Ở đây thì có chiếc Innova Venturer sản xuất năm 2018. Xe đi được 69.000 cây số nha. 69.000 cây số, một chủ sử dụng mua mới từ đầu luôn. Chiếc này thì bên Thắng chào bán mức giá là 622. Nội thất đều là zin hết, bên Thắng sẽ bọc lại bộ ghế da cho anh chị. Xe này tặng bộ ghế da nha. Xe màu đỏ. Thì đối với phiên bản Venturer anh chị, thì cái xe nó sẽ nhìn có điểm nhấn hơn và nó sở hữu một cái màu nó nổi trội hơn nha. Còn anh chị mua cái bản G bình thường á thì nó chỉ có màu bạc, màu trắng rồi màu đồng thôi. Còn ở bản Venturer này á thì nó có màu trắng ngọc trai nè, rồi màu đỏ và màu đen. Thêm bộ body xung quanh xe mâm được sơn màu đen thì nhìn cái xe nó sẽ có điểm nhấn hơn, tạo cái sự cá tính hơn nha. Đó là bạn thể thao. Chiếc này là Fortuner máy dầu số sàn, sản xuất năm 2017, đi được 77.000 cây nha. Xe này thì bên Thắng đang giảm giá rất là nhiều luôn anh chị, giảm giá rất nhiều. Đang để mức giá là 732 nha, thì có thể giảm khoảng 20 đối với mẫu xe này. Máy dầu số sàn 2017 xe nhập. Xe cũng được trang bị cam 360 nè. Cam 360. Xung quanh xe màu quay thắt là màu nâu. Lớp thì còn độ khoảng độ 60-70% nha. Bên trong xe thì cũng được bọc lại ghế da, lên đầu Android. Đầy đủ phụ kiện nha. Chạy sàn bên trên có một trần rồi. 732 giảm 20, còn lại 712 cho anh chị. Anh chị chạy dịch vụ thì nên lấy máy dầu số sàn, rất là tiết kiệm luôn anh chị. Trung bình 100 cây có 6-7 lít à. 7 chỗ gầm cao nữa, đi vào những cái thời điểm mà trời mưa như thế này chúng ta cũng đỡ sợ nữa anh chị.
Fortuner. Rồi kế đây là Innova số sàn 2022 màu đồng bánh kim nha. 2022 màu đồng bánh kim. À, chiếc này thì đi được 66.000 cây số anh chị. À, bên Thắng chào bán mức giá là 678 triệu nha. Xe này cũng đang có chương trình giảm giá 20 cho anh chị. Giảm giá 20 cho anh chị. À, còn nếu mà anh chị thấy cái xe này nó đời mới đó, giá nó hơi cao đó, thì bên Thắng còn chiếc 218 nữa. Chiếc 218 nữa. À, chiếc đó thì giá lên quanh tầm khoảng 49-500 vậy. À, rất là rẻ luôn. À, cũng màu đồng bánh kim như thế này nhưng mà là mẫu cũ anh chị. À, còn có 217 nữa, 217 thì giá 460. À, Innova thì bên Thắng còn nhiều lắm, do xe cũng đang có chạy xước á, cho nên đang sơn trên lầu, Thắng không có đi quay cho anh chị coi được. À. À, còn về chiếc xe này thì đời mới, mẫu mới, rất là đẹp và lớp liếc thì còn khoảng độ 60-70% nha. Phụ kiện thì có ghế da, đầu Android, cam hành trình, đầy đủ. Chạy sàn, mấy cái thảm lót. Xe này thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng tới 7 năm nha. Xe đời cao cho nên là hỗ trợ trả góp được cái thời gian dài. Hỗ trợ là toàn quốc luôn. Giá là 678, giảm 20 cho anh chị nha. À, màu đồng bánh kim, một cái màu được coi là đẹp nhất của dòng Innova. Đó, thì đó là sơ lược về một vài mẫu xe 7 chỗ gầm cao mang thương hiệu Toyota nha. Innova với Fortuner. Ngoài ra thì có những dòng xe khác mà thuộc phân khúc thấp hơn anh chị, là chiếc Toyota Rush nè. Toyota Rush là xe nhập 2019-2021 hoặc là Toyota Veloz 2022. Đó, thì xe gầm cao bây giờ đúng là xu hướng rồi. Đa phần anh chị lại yêu thích xe gầm cao á. Bên Thắng cũng đang có rất là nhiều. Và anh chị cần tư vấn gì thêm những cái mẫu xe khác á, thì cứ kết bạn Zalo nha. Qua số hotline trên màn hình á, thì Thắng sẽ gửi tất cả những mẫu xe mà anh chị quan tâm, để cho anh chị thấy được cái thông tin giá cả và chúng ta cân nhắc và lựa chọn nha. Rồi, video hôm nay cũng khá là dài rồi. Rất cảm ơn anh chị đã xem hết video nha. Và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.